Thưa quý vị, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 17 giờ 30 phút vào chiều hôm qua, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một tử thi là nữ giới đang trôi dạt trên sông đoạn thuộc xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, cách vị trí sập cầu Phong Châu khoảng 10 km. Sau khi biết được thông tin, nhiều thân nhân người bị nạn trong vụ sập cầu Phong Châu đã đến để chờ nhận dạng người thân. Theo đó, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1976, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, là một trong 8 nạn nhân mất tích sau sự cố sập cầu ngày 9 tháng 9. Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà để tiến hành các thủ tục an táng theo phong tục địa phương. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn sót lại trong sự cố sập cầu Phong Châu ngày 9 tháng 9. Dù đã qua đỉnh lũ 2 đến 3 ngày, nhưng mực nước lũ trên 5 dòng sông gồm sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long và sông Thái Bình vẫn ở mức rất cao. Theo dự báo, ngày hôm nay trên 5 dòng sông này, lũ vẫn tiếp tục rút rất chậm. Lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục ở mức trên mức báo động 2, dưới báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam và sông Thái Bình ở mức trên báo động 1. Trước tình hình trên, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngập lụt sẽ còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài, đê chính tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Hải Dương. Trong đó, tại Hà Nội, thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ từ 9 đến 10 ngày, ven sông Tích khoảng từ 6 đến 7 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ khoảng 2 đến 3 ngày, sông Nhuệ từ 1 đến 2 ngày. Tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, thời gian rút nước kéo dài từ 3 đến 5 ngày tới. Với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng ngập lụt sẽ kéo dài hơn. Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Tính tới 17 giờ chiều ngày hôm qua, 14 tháng 9, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 1.001 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 9, Công an các quận Ba Đình và Hai Bà Trưng cùng với hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã được điều động tham gia cắt gọn, thu dọn cây cối bị đổ, giúp người dân trở lại trạng thái bình thường, đô thị sớm trở lại khang trang, sạch sẽ sau cơn bão số 3. Với tinh thần khẩn trương xung kích, ngay khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ ra quân tổ chức công tác dọn dẹp đường phố, khắc phục hậu quả sau bão ngay trong đêm ngày 14 tháng 9. Hiện tại đã có khoảng gần 500 cán bộ chiến sĩ đã vào cuộc và con số này sẽ tăng trong thời gian tới. Chỉ ngày mai thôi thì cũng sẽ tăng lên để với một cái tinh thần quyết tâm là trong một thời gian ngắn nhất sẽ hoàn thành một cái khối lượng mà mọi người có thể cảm nhận được là một khối lượng cành cây, cây đổ, cây gãy trên các tuyến phố của Hà Nội thì cũng sẽ được khắc phục, di chuyển về nơi quy định và trả lại bộ mặt khang trang cho thủ đô Hà Nội. Sau bão số 3, trên địa bàn thành phố có trên 40.000 cây đổ và gãy cành. Khối lượng cây đổ quá lớn, trong khi số người làm công tác dọn dẹp lại có hạn. Với tinh thần xung kích, Ban Thanh niên Công an Nhân dân đã nhanh chóng tổng động viên, huy động hơn 500 chiến sĩ tham gia dọn dẹp, làm sạch đường phố. Một trong những cái nhiệm vụ đó chính là chúng tôi dọn dẹp hệ thống cây xanh bị gãy đổ. Và với tinh thần là làm xuyên đêm và làm xuyên ngày nghỉ, thì chúng tôi hy vọng rằng trong một thời gian sớm nhất, thủ đô sẽ đẹp hơn, sẽ sạch hơn và sẽ quay về trước cái thời điểm cơn bão số 3 vừa qua. Hơn 23 giờ đêm, các chiến sĩ cảnh sát cơ động vẫn miệt mài dọn dẹp cây đổ, cành gãy la liệt trên các tuyến phố. Mồ hôi đã ướt đẫm, nhưng các chiến sĩ này không hề cảm thấy mệt mỏi.
rất là mong muốn có thể hoàn thành nhiệm vụ và mong muốn rằng là cái công sức nhỏ bé của bản thân tôi cũng như là tất cả các đồng chí trong đơn vị sẽ góp phần nào đó làm cho cảnh quan của thành phố trở nên đẹp hơn. Bão số 3 đã qua nhưng hậu quả của nó vẫn còn đang hiện hữu trên đường phố Hà Nội. Với tinh thần xung kích khẩn trương, làm xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ của tuổi trẻ công an nhân dân, hy vọng thủ đô Hà Nội sẽ sớm có diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp và tràn đầy sức sống. Hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và công điện của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tập trung đẩy mạnh công tác thu dọn cây xanh gãy đổ trên địa bàn các quận nội thành, chính quyền địa phương phường Giảng Võ đã cùng với lực lượng chức năng và đông đảo người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Ngay từ sáng sớm, công tác triển khai thu gom dọn dẹp đã được tiến hành trên khắp các con đường tuyến ngõ. Mỗi người một việc, nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ, phấn khởi khi được cùng nhau tham gia hoạt động ý nghĩa này, bởi đây là việc làm mang lại nhiều lợi ích cho chính cuộc sống của những người dân hiện đang sinh sống tại nơi đây. Cây xanh bị gãy đổ và rác thải đã được nhanh chóng thu gom để vận chuyển đến các điểm tập kết. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai với quyết tâm cao, đang từng bước làm sạch môi trường sống, diện mạo đô thị cũng trở nên sáng xanh, sạch đẹp hơn. Sự chung tay góp sức của đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thể hiện tinh thần đoàn kết cùng thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 để lại. Cơn bão số 3 và hoàn lưu bão đã để lại hậu quả rất lớn đối với đời sống nhân dân, đặc biệt là ngành nông nghiệp của huyện Thường Tín. Nhiều diện tích lúa sắp cho thu hoạch đã bị gãy đổ, nhấn chìm sâu trong nước. Những ngày này, chính quyền địa phương cùng nhiều ban ngành, đoàn thể đã xuống đồng hỗ trợ bà con nông dân khắc phục các diện tích ngập úng nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Diện tích hơn 2 mẫu lúa mùa của gia đình bà Hoàng Thị Lan đang trong thời kỳ chắc hạt, bị chìm trong nước đã mấy ngày nay. Do hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu bão vừa qua, tiếc công sức gieo cấy, gia đình bà Lan đã nhờ anh em họ hàng cùng sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên từ các xã, thị trấn và lực lượng của xã Nghiêm Xuyên xuống đồng thu hoạch lúa non với mong muốn góp phát được phần nào hay phần đó để sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi. Lây cơn bão thì đã nhấn chìm 2 mẫu thì nhờ các lực lượng ở trên huyện, xã rồi cử các ban ngành đến để giúp đỡ gia đình chúng tôi. Cùng bị thiệt hại do mưa bão số 3, toàn bộ diện tích lúa mùa của gia đình bà Trần Thị Minh bị chìm sâu trong nước. Gia đình bà Minh đang chờ người thân và hỗ trợ của lực lượng xã Nghiêm Xuyên cố vớt vát số thóc non còn lại. Do thiên tai lũ lụt gây ra thì chúng tôi bị mất mùa, thì trong sự này nhờ Ủy ban Nhân dân xã và nhà nước, chính quyền địa phương và giúp huyện giúp đỡ gia đình chúng tôi để khôi phục lại để sinh hoạt đời sống. Vụ mùa năm nay, xã Nghiêm Xuyên gieo cấy 385 ha với đặc điểm đồng trũng thấp, nên sau hoàn lưu bão, mưa lớn đã nhấn chìm toàn bộ 204 ha lúa. Hiện nay, người dân đã xuống đồng thu hoạch mới được 20 ha diện tích lúa non, nhiều diện tích lúa có nguy cơ mất trắng. Thiệt hại do mưa bão đối với ngành nông nghiệp của xã Nghiêm Xuyên là rất lớn. Hiện trạng lúa là rất là còn non, mà nước thì ngập sâu, để có những chỗ mà gần nút đầu. Thế bà con là đi mò mấy ngày hôm nay thì cũng chỉ được 1-2% gọi là những cái đầu đuôi về thì năng suất là hôm nay là thất bại. Còn riêng về thủy sản thì trên địa bàn thì cũng mất trắng hết. Tính đến ngày 15 tháng 9, huyện Thường Tín có trên 3.700 ha lúa mùa ảnh hưởng lũ bão, trong đó diện tích lúa bị ngập trong nước là 2.144 ha. Hiện nay, huyện Thường Tín đang tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu bão, nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trên địa bàn huyện. Triển khai kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau bão số 3 và phương án sản xuất vụ đông, huyện Phúc Thọ yêu cầu 21 xã, thị trấn phải coi vụ đông là vụ sản xuất đặc biệt, là vụ chính của năm nhằm bù đắp lại sản xuất của cả năm cho nông dân, vừa cung ứng lương thực, thực phẩm cho thị trường thành phố các tháng cuối năm. Do ảnh hưởng của bão số 3, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bị thiệt hại nhiều. Hơn 1.300 hecta lúa và rau màu bị đổ, ngập, dập nát. Hơn 400 hecta cây ăn quả bị ngập,
ảnh hưởng tới năng suất. Ngoài ra, gần 1.600 cây xanh đô thị, cây bóng mát, cây công trình bị gãy, đổ, 8 nhà công trình bị hư hỏng, tốc mái, 67 hộ với 165 nhân khẩu phải di chuyển chỗ ở đến nơi an toàn. Tới thời điểm hiện tại, huyện vẫn đang tiếp tục tiêu úng, dựng buộc 246 hecta lúa ngập, tiêu úng, thu hoạch diện tích rau màu dập nát, vệ sinh đồng ruộng. Tại hội nghị, nhấn mạnh đặc thù của vụ đông năm nay hoàn toàn khác so với các năm trước. Lãnh đạo huyện Phúc Thọ yêu cầu toàn bộ 21 xã, thị trấn phải chỉ đạo sản xuất hết toàn bộ diện tích cây vụ đông với phương châm không ai đứng ngoài cuộc trong sản xuất vụ đông. Huyện sẽ có cơ chế để hỗ trợ cụ thể nhằm phục hồi những thiệt hại do bão số 3 gây ra, sớm ổn định an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Sẽ được chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 9 đã ra tuyên bố lực lượng không quân Nga đã tấn công vào cứ điểm của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc không kích, hỏa lực, pháo binh và hoạt động chiến đấu của quân đội Nga đã tấn công và làm thiệt hại những điểm tập trung quân và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 95, cũng như lữ đoàn phòng thủ số 129 của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã tiêu diệt đơn vị pháo tự hành Grab của Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk bằng đạn Lancet. Ngoài ra, tiêm kích Su-34 đã tấn công và phá hủy điểm tập trung binh lính và thiết bị quân sự của lực lượng Ukraine tại Kursk. Quân đội Nga cũng đã tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở vùng Sumy của Ukraine, giáp biên giới với Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 13.100 binh sĩ ở mặt trận Kursk kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích. Trong bối cảnh quân đội Nga bắt đầu các đợt phản công nhằm đẩy lùi quân Ukraine khỏi Kursk, Ukraine được cho là đang huy động thêm lực lượng dự bị cho chiến dịch tấn công ở vùng biên giới Kursk. Đài RT của Nga đưa tin ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân khi căng thẳng leo thang. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, bang Nevada diễn ra mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng do những người thiếu năng lực ở Washington gây ra. Ông Trump tuyên bố mình là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu, nói thêm rằng ông sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông và giải quyết xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, ông Trump khẳng định việc ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay sẽ dẫn đến xung đột với Nga. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định rằng xung đột ở Ukraine sẽ không leo thang nếu ông còn tại nhiệm. Trong suốt chiến dịch tái tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng mình có thể chấm dứt cuộc chiến trong vòng 24 giờ, mặc dù ông không nêu rõ cách thức giải quyết. Ba người Mỹ, hai người Tây Ban Nha và một công dân Séc đã bị bắt giữ hôm qua sau khi các quan chức Venezuela cáo buộc những người này có âm mưu ám sát Tổng thống Nicolas Maduro. Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết những công dân nước ngoài này tham gia vào một âm mưu do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA chỉ đạo nhằm lật đổ chính phủ Venezuela và ám sát một số lãnh đạo trong chính phủ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một quân nhân Mỹ đã bị giam giữ tại Venezuela và họ đang xác minh thông tin về hai công dân Mỹ khác bị giam giữ tại đó. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ tuyên bố của Venezuela về sự tham gia của Mỹ vào bất kỳ âm mưu nào nhằm lật đổ chính phủ. Thông báo về vụ bắt giữ được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 16 đồng minh của ông Maduro, những người bị chính phủ Mỹ cáo buộc cản trở việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela hồi cuối tháng 8 và có hành vi vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chính phủ nước này phủ nhận các cáo buộc của phía Venezuela. Truyền thông Myanmar ngày 15 tháng 9 đưa tin số người tử vong tại nước này do lũ lụt sau bão Yagi đã tăng lên 74 người. Theo đó, ngoài 74 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão Yagi, đến nay 89 người khác vẫn đang mất tích. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cứu hộ. Theo chính quyền địa phương, hơn 235.000 người đã bị mất nhà cửa do hậu quả của bão Yagi. Ngoài ra, lũ lụt cũng phá hủy tới hơn 65.000 ngôi nhà, 24 cây cầu, 375 trường học, một tu viện, 5 con đập, 4 ngôi chùa, 14 máy biến áp và 456 cột đèn.
đường dây điện thoại và Internet bị gián đoạn khiến cho việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn. Chính quyền quân sự Myanmar đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ nước ngoài để ứng phó với hậu quả do bão Yagi gây ra.